Xin chào các bạn đến với phần 2 hướng dẫn về lăng can của mình. Rồi bây giờ thì tiếp tục chúng ta sẽ sửa những cái phần tiếp theo. Thì ở đây Blaster Family chúng ta có thể nhập vào đây để chúng ta có thể chọn cái family khác. Ví dụ như là chúng ta sẽ tạo cho nó một cái family và chúng ta upload vào trong cái project này. Thì khi chúng ta sổ xuống đây chúng ta cũng có thể chọn cái family đó. Rồi xong rồi, tiếp tục đến cái bay này. Đây chúng ta sẽ có thể chọn cái bay, cái hot, tức là cái nền của mình, nền hoặc là cái chúng ta có mới tạo cho nó hai cái thanh ngang ở đây thì mình có thể chọn hai một trong hai cái thanh ngang này. Ví dụ chúng ta chọn cái thanh ngang số 1, chúng ta nhấn vào apply đó, thì các bạn có thể thấy cái chân nó chạy lên trên cái thanh ngang số 1 này. Rồi còn cái bay offset đây, ví dụ là chúng ta offset từ cái thanh ngang này lên, ví dụ là chúng ta để từ hot, hot là để từ cái nền đó, chúng ta sẽ đưa nó về cái nền. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bay offset, ví dụ là để nó là 250 và nhấn apply đó, thì nó đi lên một khoảng là 250. Rồi top top của nó tức là cái ở bên trên này của lan can của chúng ta, nó sẽ đi vô đâu. Ở đây chúng ta nhấp vào để chúng ta có các lựa chọn khác nhau. Thì cả hai cái thanh ngang này của mình ấy, đây chúng ta nhấn vô cái line trước để chúng ta đưa cái chân này nó về. Mình sẽ chọn cái một cái thanh ngang số 2 chẳng hạn. Và nhấn apply. Đó. Thì nó chạy về xuống phía dưới này cho chúng ta. Ở đây chúng ta có nhiều cái lựa chọn để chúng ta có thể chọn. Chúng ta đưa nó đến vị trí chúng ta muốn. Và tới offset chúng ta có thể chọn cho nó con số hạ 250 và nhấn vào apply đó, thì nó đi lên một khoảng từ cái right top right này của chúng ta là 250 mm. Rồi qua cái này, đây là cái khoảng cách của cái thanh ngang này, ví dụ như là chúng ta sẽ để cho nó là 150 chẳng hạn, và chúng ta nhấn apply đó. Như vậy thấy cái, nó xuất hiện nhiều thanh ngang hơn, nó dày hơn, tức là khoảng cách của nó sẽ ngắn hơn, chúng ta có thể tăng lên. Rồi apply để nó trở về. Rồi còn cái offset này, ví dụ chúng ta đặt cho nó con số 100, apply đó, chúng ta có thể thấy nó đi ra một khoảng so với cái lan can của chúng ta. Rồi. Rồi cái tên này chúng ta cũng thể đổi cho nó tên khác, thì chúng ta đặt là V1 chẳng hạn, chúng ta nhấn vào apply. Rồi tiếp tục xuống dưới này, chúng ta sẽ có cái lựa chọn về cái để cái lan can này, cái đoạn lan can này đó, nó có các lựa chọn khác nhau. Đây cái chất file này là cái điều chỉnh, chúng ta có thể chọn điều chỉnh cho cái đoạn lan can này. Đây chúng ta chọn vô beginning. Đó, chúng ta ví dụ ở đây mình đặt cho nó là 200 đi. 200. Rồi chúng ta nhấn apply. Đó. Thì các bạn có thể thấy bên này nó sẽ trừ ra một khoảng đang khoảng nhỏ vào khoảng cách của mình nó là 200, tức là nó beginning là nó bắt đầu từ bên này qua là 200 và cứ một cách một đoạn là 200. Rồi chúng ta sẽ chọn cho nó một cái khác là end line đó, thì bây giờ nó sẽ đi từ phía này qua, nó chọn ở đây là điểm đầu, ở đây là điểm cuối, nhưng mà chọn end thì nó sẽ đi từ bên này qua và mình sẽ thấy bên này nó sẽ nhỏ lại và bên này nó để là từ 200 để qua bên này. Rồi chúng ta chọn cái những cái khác center đó, thì nó sẽ cân đều từ bên giữa sang hai bên. Rồi đây chú fit đó, chú fit các bạn sẽ thấy nó sẽ tự động điều chỉnh. Rồi rồi bây giờ như là chúng ta chọn cái chú fit này chẳng hạn, beginning đi. Rồi chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ có cái này là cái chiều dài của cái đoạn này. Đây, chiều dài như là chúng ta
nhấn vô đây để đổi khoảng cách này là 600, apply. Đó. Thì các bạn thấy cái chiều dài của cái này nó tổng chứ nó là cái chiều dài tổng chiều dài nó hiện thị là 600. Thì chúng ta sẽ em ơi chúng ta sẽ duplicate lên ở đây mình để cho nó là 100, ở đây là 150, chúng ta nhấn vô apply. Đó thì tổng của nó là 250, nó sẽ xuất hiện là 250 cho chúng ta. Rồi giờ mình sẽ xóa này đi chẳng hạn, delete à, để nó là 250, 200. Rồi qua cái này thì nó là bố trí cho cái đoạn ở cuối này của chúng ta, tức là cái đoạn còn sót lại này. Bây giờ sau khi mà nó bố trí khoảng cách là 200 thì nó sẽ sót lại một đoạn như thế này. Thì bây giờ mình sẽ có một cái lựa chọn khác, lựa chọn ở đây là chúng ta lựa chọn các mẫu ở đây. Thì là chúng ta đặt cho nó là một cái class đó, rồi chúng ta sẽ chọn khoảng cách, ví dụ như là chúng ta để là 20 chẳng hạn, rồi nhấn nút apply. Đó thì các bạn sẽ thấy đây này, nó sẽ xuất hiện bố trí những cái class này với khoảng cách là 20 nằm ở trong cái đoạn này cho chúng ta. Rồi còn cái này là dành cho cầu thang, chúng ta sẽ nói tới sau. Rồi sẽ tiếp tục tới cái này, corner, corner tức là góc. Thì các bạn sẽ nghĩ sẽ thấy ở đây này, tức là nó nằm ở cái góc này, cái thanh nằm ở góc này, tức là cái thanh này đây. Đó. Và cái end đó, tức là điểm cuối. Đó, ví dụ như là star này chúng ta có thể thấy nó đang là một cái hình vuông, là cái thanh này, đó, thanh này nó đang là hình vuông đây. Rồi, end mình là một cái row, row tức là đây chúng ta thấy nó là cái hình tròn ở đây. Rồi. Ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ nhấn apply, ok. Rồi các bạn sẽ qua đây chúng ta sẽ thấy ở đầu này nó là một cái hình tròn, đây chính là row và bên này là một cái hình vuông. Rồi ở giữa vừa nãy chúng ta cũng là row nên bây giờ nó là một cái hình đó, một cái hình tròn luôn. Rồi chúng ta gọi edit thay lại này, chúng ta chọn cái edit đây. Rồi chúng ta sẽ đây ví dụ ở đây mình để cho nó là một dạng khác, ví dụ dạng một class chẳng hạn. Đó rồi ở đây hot của nó, chúng ta cũng có thể chọn nhiều cái hot khác nhau, tức là cái nền khác nhau. Rồi ở đây các hot này chúng ta cũng có thể thay đổi. Để chúng ta để là chọn này đi, apply. Đó thì hot bên này chúng ta có thể thấy là nó bắt đầu từ cái thanh ngang ở đây và cái hot bên này là cũng có thể thay đổi. Đấy, bây giờ chúng ta chọn một cái khác thì nó sẽ bắt đầu từ cái này. Rồi với offset ví dụ như chúng ta đưa hot, đưa về hot đi, đó, đưa về hot. Rồi, chúng ta apply. Rồi, chúng ta với offset thì nó cũng tương tự như ở trên này thôi, không có gì khác nhau cả. Đó, chúng ta khoảng 250 đi, apply. Đó thì nó đi từ cái nền lên khoảng 250, tốt này cũng vậy.